sẽ nó phương gì nè nhờ như dùng câu đó ô tô nó dùng câu cơ để thế nào dùng câu cơ nó phương gì nó nhìn nhu đó cho nó nhu xò nè cú dụng cơ thế rồi cú mà tần gì thế rồi cho nó chê buồn cười giờ lê hài à xò bà tôi cả cháu nữa cho chờ nhẹ nhu cú tông gì cái nhẹ đó cú tông trời nó đó thì cho nó cho cú nhẹ thế cú tôi nói này tôi nói cho hết đây tôi nói nhận đúng rồi hiểu hiểu ô tô như nó giống gầu này tôi nói gì bốc lia nhớ xe cơ à cũng mới gì sức cứ này rồi xíu rồi chỉ mua rồi có chỗ xe cơ gì nó cậu nhó ta chạy ý đồ cán chỗ hết nó nhó cái nào có cho dùng nguyên chỗ ý đồ cán chỗ này nhưng chơi nhó hộp chóa không vấn đề nó sai nó sẽ nó dùng gô cười này tôi nói thế nào dùng câu cười đó tôi nói mà dùng câu cười cú cú à nó cú ý nhỏ sợi rồi tôi trong ta sinh thấu.